những người hành nghề mại dâm ở Hà Lan đã xuống đường biểu tình để phản đối việc chính quyền di rời phố đèn đỏ nổi tiếng ở thủ đô Amsterdam. Những người hành nghề mại dâm ở Amsterdam ngày 19 tháng 10 đã biểu tình phản đối kế hoạch chuyển khu phố đèn đỏ nổi tiếng tới một trung tâm khiêu dâm ở ngoại ô thành phố. Hàng chục người, trong đó có nhiều người đeo khẩu trang để che giấu danh tính, đã xuống đường để di chuyển về phía tòa thị chính với biểu ngữ: nếu người hành nghề mại dâm không có lỗi, thì tại sao chúng tôi lại bị trừng phạt? Thị trưởng Amsterdam Femke Halsema từ lâu đã muốn di rời phố đèn đỏ sang một trung tâm khiêu dâm ở ngoại ô nhằm nâng cao hình ảnh của thủ đô Amsterdam, cũng như giảm tình trạng tội phạm trên địa bàn. Khu phố đèn đỏ hiện tại hứng nhiều lời phàn nàn về tình trạng quá tải các du khách say rượu, ồn ào, thiếu tôn trọng gái mại dâm và cả người dân sống tại đây. Ngoài ra, tình trạng vi phạm pháp luật, vệ sinh môi trường tại các khu vực này cũng khiến giới chức Amsterdam đau đầu tìm cách tháo gỡ. Bà Halsema đã phải đối mặt với sự phản đối của những cư dân ngoại ô không muốn có trung tâm khiêu dâm mới ngay trước cửa nhà họ, cũng như những người hành nghề mại dâm cảm thấy họ đang bị biến thành vật tế thần và phải gánh hậu quả không phải do họ gây ra. Bà Halsema từ lâu đã phản đối khu đèn đỏ có tuổi đời hàng thế kỷ, được gọi là The Woodland, nơi người hành nghề mại dâm đứng sau các cửa kính trong suốt mời gọi khách làng chơi. Hội đồng thành phố đã nêu ra 3 địa điểm khả thi để xây trung tâm khiêu dâm, nơi dự kiến có 100 phòng dành cho người hành nghề mại dâm. Một phụ nữ làm nghề mại dâm, người tự nhận mình là Lucy, không ủng hộ kế hoạch này. Kế hoạch di rời phố đèn đỏ là vì The Woodland trở nên quá đông đúc, nhưng đó không phải là lỗi của người hành nghề mại dâm. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại bị trừng phạt như vậy, cô nói. Hơn 20.000 người đã ký đơn kiến nghị phản đối việc phố đèn đỏ, đồng thời kêu gọi lực lượng an ninh áp dụng biện pháp kiểm soát đám đông trong khu vực và tăng cường giám sát vào ban đêm. Theo dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.